Đây là chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Toàn ban phát thanh Sóng Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Sông Vui hôm nay 13 tháng 8 gồm trước hết tin tức và thời sự, kế tiếp là giới thiệu cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình, trở lại phần tin tức thời sự và sau đó thưa quý thính giả là khoảng cách thế hệ phụ trách bởi Rachel Nguyễn. Mở đầu phần tin ngày hôm nay chúng tôi gồm Bùi Bích Hà và Vũ Trung từ quận Cam xin trân trọng kính chào quý thính giả của hai miền Bắc và Nam California. Vâng, thưa quý thính giả, như thường lệ chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin thời tiết ngày hôm nay tại quận Cam của chúng ta. Sau lúc buổi sáng mát mẻ với 69 độ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự tính là 82 độ cho buổi trưa và 64 độ cho buổi chiều tối. Và ngày mai cũng như vậy, nhích lên một tí 85-64 và thứ sáu thì 86-64. Nói tóm lại suốt tuần vẫn ở con số 8 đứng đầu với nhiệt độ trong ngày, thưa quý thính giả. Độ ẩm ngay bây giờ là 78% và chỉ số UV là 1 là thấp. Trời suốt ngày có nắng to, gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Buổi chiều tối thì trời có lác đác mây nhưng mà đến nửa khuya thì trời mù và gió tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Về thời tiết của San Jose và phụ cận, thưa quý vị, chỉ cùng chung với lại quận Cam là lác đác mây. Tuy nhiên con số thì hoàn toàn cách biệt. Hiện nay tại San Jose 75 độ F tức là mát hơn quận Cam. Và đồng thời trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cao nhất ở con số 82 độ. 81 độ, ban đêm thì lại lạnh hơn là thời tiết của quận Cam. Đó là tin tức và thời tiết của hai miền Bắc và Nam California trong vài ngày sắp tới, hôm nay và vài ngày sắp tới. Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay anh Trung ở trong phòng vi âm mặc một cái áo jacket đen mà có hình một con cá sấu. Thưa quý thính giả, màu trắng cho nên nổi bật rất rõ trên cái nền áo của anh, mà con cá sấu thì lại há miệng to quá. Thành ra tôi ngồi đối diện với anh. Cũng hơi bị khủng hoảng tinh thần ấy. Thế nhưng mà thưa với cái thính giả, thật ra thì mình cứ nghĩ rằng là truyền thông Việt Nam mình hay là những quý vị mà tham gia trên các cái mạng lưới xã hội đấy anh Dung. Dạ vâng. Thì nhiều khi có những cái cách diễn tả nó không được thanh lịch lắm, mà dùng chữ thì cũng theo anh Trung hay dùng để bỗ bã đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà có thể thô bạo và đôi khi đi đến chỗ làm cho người khác tổn thương. Mà chúng tôi thường ví là nếu mà cái con chữ đó trở thành những cái lưỡi dao hay những cái viên đạn thì chắc là cái người sử dụng sẽ dè dặt hơn, bởi vì thấy máu chảy. Còn chữ thì nó không làm ai chảy máu cả, mặc dù cái nỗi đau thương cũng không kém đâu. Thế nhưng mà truyền thông của người bản địa cũng không kém, thưa quý vị. Và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong cái những cái di ngôn để lại của ông Robin Williams, mà quý vị đã nghe tin là ông đã tự vẫn trong ngày thứ hai vừa qua, thì ông nói rằng là cái sự nổi tiếng là một cái tội để mà dễ bị người ta không có thương xót. Đại khái như vậy. Và quý vị thường nghe một bài hát khác của Trịnh Công Sơn cũng nói là đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Nhưng mà cái văn hóa của người Việt Nam mình thì nói là nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên khi mà đứng trước cái sự ra đi vĩnh viễn của người nào đó thì người ta phải dè dặt cái lời nói hơn. Thế nhưng mà thưa quý thính giả, không, đây là trường hợp của con gái duy nhất của diễn viên cũng như là kiêm đạo diễn kiêm nhà sản xuất Robin Williams. Cô đã nói với mọi người trên cái trang mạng Twitter của cô là cô phải tạm xa lánh, có thể là xa lánh luôn cái trang mạng này. Là bởi vì trong cái dịp mà gia đình cô có cái tang lớn đau buồn thì bên cạnh những cái lời chúc lành của rất nhiều người thì vẫn có những người với cái sự thô bạo và với ác ý đã đưa ra những cái nhận xét mà làm thương tổn đến cô và ngay cả đến người bố đã qua đời của cô. Cho nên là bằng cách họ dùng những lời lẽ rất là tệ hại và gửi cả những cái graphic photo mà gọi là Photoshop đó, để mà công kích về cái sự liên hệ giữa cô với lại các con, nói chung là các con với ông Robin Williams trong cái lúc mà ông còn tại thế. Là bởi vì quý vị biết là ông đã có tới 3 đời vợ và chỉ có một đời vợ duy nhất là ông có 3 người con. Thì thưa quý thính giả, cô nói rằng là cái đời sống gia đình mà nói rằng tại sao cô không nếu mà cái liên hệ tốt thì sao không trưng ra nhiều hình ảnh giữa hai bố con. Thì cô nói rằng là cái hình ảnh mà giữa hai bố con là cái chuyện riêng tư,
cô phải giữ cho riêng mình chứ không phải là đem công bố cho mọi người đều biết. Và ít nhất có một điều gì đó mà cô phải giữ riêng cho mình. Và trong khi mà gia đình cô và riêng cô cũng như anh em cô đã chia sẻ cái người bố tài hoa này với cả cái thế giới bên ngoài, ai cũng có thể chụp ảnh với cô cả, với bố cô cả. Thế nhưng mà những giây phút mà riêng tư giữa cô với bố cô thì không có camera. Cô nói như vậy, và đó là cái blessing của cô và của gia đình. Và cô nói rằng là cô rất tiếc là cô phải vượt qua những cái dư luận xấu xa đó, và cô phải xóa bỏ cái mạng Twitter ở trên các cái dụng cụ điện tử của cô, có thể là mãi mãi. Và cô xin chào tạm biệt. Và cô nói rằng là cảm ơn sự chia sẻ trong cái thời gian tang tóc của gia đình với những người có hảo ý gửi đến để chia sẻ. Và cũng cảm ơn cả những người mà vì lý do gì mà gửi những cái lời nói ác độc. Thì cô nói là có thể trong cái cá tính mà có tính cách, nhiều khi ông cũng có những cái mỉa mai đấy anh Trung. Thì ông đã gửi một đàn chim bồ câu đến nhà quý vị để mà, xin lỗi quý thính giả, để mà ị trên cái xe của quý vị. Thì quý vị sẽ wash it down, sẽ rửa cái xe rất là nhanh chóng. Và sau đó thì những tràng cười vẫn tiếp tục. Nhưng mà cô hiểu lý do tại sao mà cũng có những người không có cảm thông với gia đình trong cái dịp mà đau buồn này. Anh Trung nghĩ sao về vấn đề con người với nhau? Thì chỉ con người với nhau thì hiện nay với cái phương tiện truyền thông nó chỉ những cái mạng xã hội chỉ nói đó, quả thật nó cũng đáp ứng cái nhu cầu phần nào đó của những cái mở rộng những cái quan hệ để có thêm những người bạn mới và giữ chặt cái mối liên hệ giữa những người thân với nhau, trong đó có bạn bè mới nữa. Thế tuy nhiên với những người có kinh nghiệm vào trong trang mạng chẳng hạn Twitter, Facebook hay là Chat and Chat vân vân á, mạng Việt cũng như là mạng không phải tiếng Việt ấy, thì tôi nghĩ là tùy theo từng cá nhân một. Không tránh khỏi phải không anh? Dạ, không tránh khỏi trong đó có sự nhàm chán nữa. Đến một lúc nào đó, vài tháng chẳng hạn, thì sẽ thấy rằng những cái trang mạng gọi là xã hội đó nó sẽ trở thành một cái trang mạng quấy rầy. Vâng. Và nó không còn cái riêng tư gì khác. Cái ý nghĩa gì cả phải không ạ? Người sử dụng những trang mạng đó quấy rầy không những bởi từ phía mình mà từ phía những người bạn thân của mình nữa. Tôi nói ví dụ chẳng hạn trong những lúc mà bình thường thì hội họp bạn bè thường hay gửi những cái ảnh ở trong nhà lên với nhau. Thì trong những cái bức ảnh đó có những người bạn của mình tự nhiên bỗng dưng không thích cái bức ảnh ấy đưa lên. Ấy vậy mà mình vẫn đưa lên để cho mọi người đều thấy, cả thế giới đều thấy. Rồi thậm chí có những trường hợp ví dụ một ông với một bà đứng chụp cạnh nhau, thì cái ảnh nó đưa lên thì cái người chồng hoặc người vợ của cái ông bà đó đó lại nhìn thấy cái hình đó, đâm ra lại xào xáo, phiền lòng, nghi kỵ, phiền lòng. Rồi qua cái phần mà chat với chat bằng hình ảnh sống động, nhất là những cái trang mạng gọi là hình ảnh nhìn người yêu từ bên kia bờ Thái Bình Dương đó, để mà nói và đặt ra những gọi là cái nickname đó. Có những người đặt là Trinh Nữ, rồi có người đặt là Trinh Nam, có những người là anh Cali 54, anh Cali 73 vân vân. Thì tất cả cái đó nó chỉ là những cái thú vui trong những cái giai đoạn đầu mà thôi, nó tò mò, nó lạ, nó thích thú. Thế nhưng mà với thời gian thì đâm ra nhàm chán, mà chưa kể là những có nhiều trường hợp mắc bẫy nữa cơ. Vâng. Rất nhiều người trai Việt ở nước ngoài đã bị mắc bẫy các cô bên trong nước, có thậm chí có được xem hình ảnh của các cô nữa, hiền từ mộc mạc, và cuối cùng thì đâu có hiểu rằng đó là cả một cái mạng lưới của một nhóm bạn bè với nhau, họ lên trên mạng họ chit chat để họ kiếm tí tiền. Thậm chí có nhiều chàng đi ra về đến Tân Xét là có người ra đón cũng qua cái quan hệ trên mạng. Tức là theo ý anh Trung nói tóm lại là ngoài những cái ích lợi nhất định lúc ban đầu thì người ta đi đến chỗ quá đà phải không ạ? Đúng, không kiểm soát được và trở nên lạm dụng. Đúng như thế thôi chị. Thì cái gì mà mình quá đà mà lạm dụng thì chắc là sẽ khó mà tồn tại. Và rõ ràng là cảnh sát đã bắt ra nhiều vụ, tức là dụ dỗ gái vị thành niên, rồi child abuse qua những cái trang mạng xã hội đó. Thế cho nên vì cái sự chặt chẽ luật lệ về những trang mạng xã hội nó chưa được toàn thiện cho lắm, cho nên vẫn xảy ra tình trạng đó là cái chuyện dễ hiểu. Quay sang tin của San Jose thì gia đình của một ông kỹ sư đã làm việc và sống ở vùng Silicon Valley 25 năm trời, ông tên là Jadir. Buổi buổi sáng đi bộ, 7 giờ sáng đi bộ ở trên lề đường ở trên đường Jackson thì bị một chiếc xe nhào lên lề đường và cán ông chết. Bây giờ gia đình hơn một tháng rưỡi nay và họ đã phải liên tục lên tiếng để kêu gọi là có câu trả lời cho cái chết của người thân của họ. Đó là ông Jadir.
nằm trong quận hạt gọi là Santa Clara County. Nhưng mà chắc chắn là biên bản cảnh sát phải đã xác định cái trách nhiệm về ai rồi chứ, phải không ạ? Dạ vâng. Nhưng mà cảnh sát thì được báo cáo tất cả các sự vụ, nhưng mà cái biện lý của quận Santa Clara cũng chưa trả lời. Đó là cái tin tình hình ở San Jose. Thưa quý vị, quay về Nam California thì rõ ràng cái không khí tranh cử bầu cử chừng như là bắt đầu khởi động. Ở trên đường phố người ta thấy biểu ngữ, poster lớn, poster nhỏ san sát, rồi san sát ở các trục lộ chính. Thì cô Janet Nguyễn là hiện nay đang chạy đua cái chức thượng nghị sĩ tương đối là nó ồn ào nhất và có nhiều sinh hoạt trong cái chuyện tranh cử nhất. Thì trong thời gian chỉ trên dưới một tuần vừa qua thì cô đã liên tục, thứ nhất nào là khai trương văn phòng tranh cử, thứ hai nữa lại vừa rồi thì lại có cái buổi họp điều trần ở thành phố Garden Grove tối hôm qua. Vâng. Được tất cả về cái nghị quyết 4HR 4254 để chế tài những cái viên chức cộng sản Việt Nam nào mà vi phạm nhân quyền. Thì cái sự họp ngày hôm qua đó thì phải nói là khá đông đồng hương đến tham dự, cũng như là ngày khai trương thì đặc biệt là 5 nghị viên của thành phố Garden Grove đã hoàn toàn đồng ý. Đây là những cái dấu hiệu của khởi động sự tranh cử, và tương đối là những cái sinh hoạt đó đó, hình ảnh của người tranh cử thượng nghị sĩ tiểu bang California nó được cơ hội expo ra nhiều hơn đến với những cái cử tri và đồng hương trong vùng. Trước mắt là như thế. Tuy nhiên bên lề những cuộc tranh cử đó, người ta thấy những khuôn mặt mới xuất hiện. Và không hiểu cái quan niệm của chị Hà, nếu là một cử tri bình thường đi bỏ phiếu thì chỉ có một cái nguyên tắc nào để chọn lựa ứng cử viên hay không? Nhưng mà câu hỏi của tôi và cũng sẽ phải là cái câu trả lời của tôi. Tôi quan niệm về những người mà đi ra tranh cử mà chưa có bao giờ nắm chức vụ dân cử cả, chưa có thành tích đấy, phải không thì bạn? Chúng ta trước hết là nên tìm hiểu. Tuy nhiên vẫn cái người ứng cử viên đó vẫn có cái cơ hội, là bởi vì cơ hội để cho họ có cái điều kiện để làm việc. Chẳng có một ai chưa tranh cử chức dân cử mà đã có cơ hội làm việc, dạ, để chứng tỏ khả năng, phải không ạ? Nhưng cái trường hợp thứ hai là những người dân cử mà đã được vào chức vụ dân cử rồi mà thấy rõ ràng là trong một năm, hai năm hoặc là nhiều năm mà không làm được cái việc gì, không có chứng minh được một cái thành tích gì đáng kể mà cứ im im đi đó, thì cái đó là dễ cho chúng ta quyết định nhất. Còn gây tai tiếng nữa, phải không ạ? Vâng, trong trường hợp mà gây tai tiếng thì đã đành rồi, nhưng mà trong trường hợp đã làm dân cử mà chưa chứng minh được cái đóng góp của mình làm cái gì, dạ, chỉ rồi đến khi gần ra tranh cử bắt đầu với lên làn sóng này, bắt đầu với đứng lên sân khấu thì cái ứng cử viên đó dứt khoát không. Trường hợp thứ ba là một người nào họ đã có cơ hội vào làm việc trong chức vụ dân cử mà họ đã chứng minh được rằng họ làm được một số việc, chứng minh một cách cụ thể mà lại ít điều tai tiếng. Chúng tôi dùng chữ ít là trong cái sự tế nhị. Vâng. Hay là có những cái vết chạm nhưng mà nó không đáng kể để chúng ta phải xấu hổ, chúng ta phải cảm thấy nhục, bởi vì cũng là mang cùng một dòng máu. Thì cái đó thì chúng ta cũng nên phải có những quyết định thật sáng suốt khi bảo lại. Đó là quan điểm. Thì tôi nghĩ rằng là những cái suy nghĩ trình bày vừa rồi nó cũng chắc là cũng là cái suy nghĩ của một cái số đông. Vâng. Tôi xin trả lời câu hỏi của anh Trung một câu và đồng ý với anh ở câu thứ ba anh đã trả lời đó. Tức là con người ta không có ai hoàn hảo cả. Nhất là khi mà cái tình hình chúng ta sống, cái xã hội chúng ta sống và cái cuộc sống chúng ta đang có mặt đây, nó mỗi ngày nó mỗi thay đổi. Cho nên là phải có sự cập nhật mình với tất cả những cái biến chuyển xung quanh mình, cập nhật về mọi phương diện, cho nên là có thể có cái tốc độ nhanh, tốc độ chưa nhanh. Thế nhưng mà đúng như anh nói vậy, nếu mà có cái tiềm năng tốt thì cộng đồng nên phải xem xét một cách rất là sáng suốt và phải bảo dưỡng cũng như là nuôi dưỡng để cho cái mầm tốt đó nó có thể nó có cơ hội. Đang làm thì cũng cần có một sinh hoạt chính trị mạnh mẽ và rộn ràng cho cộng đồng mình sau 30 năm nhập cư vào đây, sau gần 40 năm nhập cư vào đây. Nhưng mà cái điểm mà anh Trung nói rằng là làm sao để hiểu được những người mới ra ứng cử lần đầu, thì thưa với cái thính giả đúng, họ có cái tự do ngôn luận, có thời gian để mà tiếp cận với cử tri và có những buổi nói chuyện nên chung thì mình có thể mình đối thoại, có thể nghe, có thể tìm hiểu và sau đó nữa mình tìm hiểu riêng bằng những cái phương tiện mình có. Bây giờ cái internet nó mở cửa tất cả mọi người thì mình có thể mình sẽ cẩn trọng trong vấn đề mình lựa chọn. Có nhiều người đã có những ý nghĩ tiêu cực đến mức là bảo là ông nào bà nào mà lên tranh cử đều nói tốt về mình hết. Thì chúng tôi xin tạm đưa ra một câu trả lời như thế này: nếu không nói tốt về mình thì chẳng nhẽ lại nói xấu mình, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thế tuy nhiên nói như chị đó là phải chín chắn để biết nhận định ra cái tốt này nó ở mức độ như thế nào, nó có quá đà hay không, hay là nó ngoài tầm tay, nó có khả thi không, mà có thật không. Thì quả thật là người nào cũng nói tốt cả,
Tuy nhiên tránh cái trường hợp một số phải có, phải nói rằng ở San Jose không biết như thế nào, nhưng mà dưới quận Cam có những cái, phải dùng những chữ phần tử, là giống như đánh lô tô vậy đấy. Không biết thắng hay thua, cứ ra đánh đại. Hoặc là thế đặt cửa này rồi đặt thêm cửa khác, vâng, phải không ạ? Chức vụ nào mà cứ hở ra là cứ in vài ba cái poster gắn trên đường rồi là cầu hên. Cái đó có, mà không phải một. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi đã hết giờ cho phần tin tức đầu tiên. Xin quý vị đừng rời làn sóng và chúng tôi sẽ có một số bảo trợ thương mại ở chương trình. Và sau đó sẽ trở lại ngay với phần tin tức. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo, xin liên lạc 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình này, xin vào website tìmlaituổixuan.com, tìmlaituổixuan.com. Stem cell tế bào da, chất tốt nhất tế bào giúp cho da. Stem cell đặc chế tuyệt vời làm cho da hạnh phúc. Tế bào cho da mỗi ngày hai lần, mất dần nếp nhăn sáng đẹp như trăng. Mỗi ngày hai lần trắng ngần đẹp xinh, giúp da tái tạo tế bào, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân. Thưa quý thính giả, thông tin dưới đây nhằm giới thiệu serum stem cell tế bào da. Thông tin này được bảo trợ bởi công ty stem cell tế bào gốc và stem cell tế bào da, có địa chỉ trang nhà www.timlaituoixuan.com, điện thoại 7146174074. Trước hết, serum stem cell tế bào da là tổng hợp 3 gộp 1 thành phần tế bào gốc của loại táo hiếm quý Thụy Sĩ, nho Gamay Pháp Quốc và một loại cam nổi tiếng Morocco. Serum stem cell tế bào da điều chỉnh tận gốc những tổn thương gây ra bởi môi trường sống độc hại, dinh dưỡng không đúng cách, sử dụng mỹ phẩm da không thích hợp. Serum stem cell tế bào da hoàn toàn khác các mỹ phẩm bình thường là vì nó có thêm chức năng tái tạo tế bào trẻ, khỏe mạnh hơn để từ đó giúp sửa chữa được những hệ quả xấu, vết tích xấu gây ra bởi quá trình căng, tẩy, mài hay lột làn da. Serum stem cell tế bào da làm trắng sáng làn da, khít lỗ chân lông, chuyên trị nhanh chóng da bị đồi mồi, vết nám tàn nhang, da chảy xệ, da nhăn, da dầu, da khô. Chúng ta hay nghe bà Đoàn Lê Yến ở Ohio, người đã nhiều năm trông đợi một sản phẩm trị bệnh khô da của bà. Bà nói: da mặt mình nó mát lắm, mình thích nó không căng nắng á. Cái sản phẩm của anh á, tôi dùng 2 đêm rồi tôi thấy cái mặt tôi nó hồng lên mà nó mát. Tôi thấy tôi thích hơn mấy cái công ty kia tôi dùng á, tôi mới order luôn. Tại vì chị dùng tế bào gốc cho nên bây giờ có stem cell tế bào da, chị thấy nhận thấy ngay là kết quả hơn không? Chị có nghĩ vậy không? Nhưng mà tôi xài của công ty khác rồi tôi cũng uống cái tế bào gốc, xài cái mỹ phẩm khác nó đâu có bằng đâu. Có nhiều cái tế bào gốc trên thị trường nó bán nhưng mà nó không có work giống như cái này. Đối với bà Quyên Trần, ông Lê Hải, thành phố Westminster, California hay chị Đặng Thúy, tiểu bang Illinois, thì chữ chuyên trị nhanh chóng vết nám đồi mồi tàn nhang của serum stem cell tế bào da quả là không ngoa. Mời quý thính giả lần lượt theo dõi. Tôi bị như cái đồi mồi đó, từ đây xuống đây là nó chấm chấm đen đen, bên này cũng thế, mà bây giờ nó lại ra đây. Mặt tôi nó bị đồi mồi nhiều á, tôi rất nhiều loại kem lắm mà nó không khớp, thì bây giờ da mặt tôi nó trắng lại, nó không có lúc nếp nó đớm nhiều, đổi chân lông nó không có to lắm, mà cái da mặt nó cũng bớt nhăn đi. Yeah. Bao lâu thì chị thấy lạt dần cái đồi mồi ạ? 12 tháng. Có người cũng dùng serum stem cell tế bào da, ông nói rằng là cái sản phẩm này là một cái thần kỳ cho phái nữ. Bà nói là nó tuyệt vời luôn á. Thần kỳ mà tuyệt vời luôn á. Bên cạnh đó, nếu như chị Trâm Texas ngạc nhiên thích thú vì da mặt chị trở nên đẹp, trông trắng mờn, da không cần phải phấn son, thì chị Trang Phan ở Kentucky này đã tự tin hơn vì chỉ trong khoảng 10 ngày, serum stem cell tế bào da đã giúp cho làn da của chị trở nên trắng da, mỏng da, đẹp da và giống như da baby Nguyễn Văn. Và đặc biệt nhất là những đốm đồi mồi cũng như bệnh da dầu khó trị kéo dài từ bao năm qua đã không còn nữa. Cái tôi thích nhất đó là cái da mặt nó căng, nó mỡn ra thấy rõ đó anh. Thì bà thì họ nghĩ rằng ô bữa nay xài cái phấn gì mà sao da mặt đẹp quá vậy, xài cái kem giữ da gì ban đêm mà căng dữ vậy. Em không có bị nám nhưng mà em bị tàn nhang, lớn tuổi là nó ra đồi mồi đó. Mà bây giờ nó cái da mặt nó mỏng, nó ra, nó trắng
sữa nha, rất là thích luôn á. Chứ con em mình nó nhìn cái mặt của mình á, nó mới nói, nó nói bà mới lột da mặt, sao da mặt bà đẹp. Bắt đầu mình mới để ý tới, ví dụ lột như con khỉ tao xài cái serum. Cái serum nó rất là tốt, phải công nhận luôn á. Cái mặt rò giống như là da của lấy bi á. Cái da mặt của chị á, hồi trước á, mỗi lần mà chị đánh kem thì cái mặt của chị nó giống như cái chảo dầu vậy đó. Nó bấm đập lên rồi bây giờ cái chị xài thằng này vô à, cái da mặt của chị nó nhìn vô na trộn, không có một cái gì hết, nó không có dầu luôn, nó không có bóng gì hết á. Chị sức bao lâu chị mới thấy nó work cho làn da của chị? 2 tuần á. Chị tên gì đấy? Chị tên là Trang Phan đó em. Chị là ở cây hoa em bắt chị á. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Trang. Em chào chị. Cảm ơn công ty luôn á. Cảm ơn em. Cảm ơn công ty nữa. Sẽ không xem gieo tế bào da, 2 lần một ngày má hồng, da trắng không chỉ là sản phẩm của hy vọng và tự tin mới, mà còn là sản phẩm mà làn da của tất cả quý vị đang trông đợi. Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm serum stem gel tế bào da, xin vào trang nhà www.timlaituoixuan.com hoặc liên lạc 714-617-4074, 714-617-4074. Dùng tế bào da mỗi ngày 2 lần trắng ngần đẹp xinh, giúp da tái tạo tế bào. Xin vào website www.timlaituoixuan.com. Alo, alo, quý chị, quý cô, quý ông bà, chú im lặng lặng mà nghe. Sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sinh, tế bào hữu gốc chánh hiệu con này. Xem xeo ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dài. Tế bào tận gốc tự nhau của hữu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mà má huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào ưu gốc chánh hiệu còn này. Alo alo 1855 614-7-4-0-7-4 hay vào website tìm lại tuổi xuân .com. Hàng tháng đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, quảng cáo hữu hiệu, bài vở hữu ích. Muốn có thêm khả năng lý giải và ứng xử nhiều tình huống trong cuộc sống, muốn thưởng thức hương vị của tình yêu, tình vợ chồng, tình gia đình, tình người, muốn trở thành người phụ nữ duyên dáng, thanh lịch, hiểu biết, muốn cập nhật thời sự xã hội xung quanh mình, chuyện gì xảy ra, hãy tìm đọc Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình, tạp chí chuyên đề xã hội dành cho bạn gái mọi lứa tuổi, là mỹ phẩm hiệu nghiệm nhất, làm tăng thêm vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình của quý chị. Quảng cáo và mua báo dài hạn xin gọi 714-657-9970, 714-657-9970. Trở lại với Sống Vui Radio, thưa quý thính giả, điện thoại liên lạc đó là 1-800-785-8077 và email là songvuiradio@gmail.com. Tin tức và thời sự sẽ lại lần lượt đến với từ chị Bùi Bích Hà và Vũ Trung. Xin mời chị. Vâng, thưa quý thính giả, nước Mỹ được xem là cái nơi tốt nhất trên địa cầu để sinh sống. Khi mình có những điều kiện sinh sống tốt nhất thì tôi nghĩ cái phản ứng bình thường của mọi người là mình thưởng thức những cái tiện nghi đó, những cái phúc lợi đó, nhưng mà đồng thời cũng nghĩ rằng là khi mình đã được hưởng những cái tiện nghi phúc lợi đó thì mình nghĩ là mình có nên phải đền đáp lại như thế nào không để cho cái những cái đó nó tăng tiến lên nhiều, nó có thể ở một cái mức độ mà nó có một cái cộng đồng hay là cộng đồng nói chung đi, không cứ là cộng đồng người Việt chúng ta, nó tốt đẹp hơn, nó có những cái điều nó tích cực hơn.
Thì thưa quý thính giả, chúng tôi thấy rất nhiều người trong cái hoàn cảnh sống, họ đã biết ơn những cái điều tốt đẹp của Hoa Kỳ. Và thưa với quý thính giả, một người đàn ông tên là Richard Mangino, ông ấy bị một cái tai nạn, một cái bệnh nạn thì đúng hơn là cái tai nạn, là sự nhiễm trùng, infection. Nó khiến cho ông ấy phải cưa một cái bàn tay và một cái phần dưới của cái chân. Thì thưa quý thính giả, bây giờ là cái nền y tế tiến bộ của Hoa Kỳ đã giúp ông ấy có được những cái transplant, tức là mình tháp đó, mình cấy đó, mình tháp vào, vâng, cái bàn tay của ông ấy, và cho phép ông ấy là phát triển cái năng khiếu của một người nghệ sĩ theo cái đam mê của ông ấy, bởi vì ông là một họa sĩ và một nhạc sĩ trước khi mà ông ấy lâm nạn. Cho nên là thưa quý thính giả, thì năm 2002 ông đã bị một cái cơn bệnh, bạo bệnh nhiễm trùng như vậy. Và bây giờ thì thật là thần tiên thưa quý vị. Trong cái cánh tay giả mà họ tháp cho ông Mangino đó, ông bắt đầu cảm thấy được có những cái cảm giác ở những cái ngón tay mới sau khi đã trải qua 12 tiếng đồng hồ trong phòng giải phẫu vào năm 2011. Tức là 9 năm sau khi ông lâm nạn. Và bây giờ quý vị tưởng tượng không, ông vẫn có thể vẽ và chơi piano và làm những cái việc mà nó có tính cách sáng tạo mà ông rất là thích, bởi vì nó sẽ giúp ông thoát được những cái cảm giác đời sống rất khó khăn khi một người bị tàn tật. Và chẳng bao lâu thì thưa thính giả, cái ông người đàn ông 68 tuổi này đã hy vọng là ông có thể học thêm cả guitar nữa. Nhưng mà ông đã có thử một số ít cái giờ học guitar, nhưng ông nói rằng là ở một cái điểm nào đó thì ông cảm thấy là ông thích piano hơn là guitar. Và ông nói rằng là ông vẫn còn mơ là ông có thể chơi được cả hai nhạc cụ này, và đồng thời cũng không ngừng phát huy cái khả năng vẽ của ông để trở thành một họa sĩ như là ông đã mong muốn. Đó là cảm ơn nước Mỹ. Ở trong cộng đồng người Việt Nam cũng như người bản xứ đã có nhiều cái tổ chức tư nhân sử dụng cái danh từ là thank you, có tổ chức là Thanks America, có tổ chức là Thank You America. Và gần đây nhất ở trên đài BBC thì có bài viết của một ký giả, chủ biên Việt ngữ của đài BBC đã viết với một cái câu chuyện rất đơn giản là nước Mỹ đi rồi lại nước Mỹ lại về, nói về cái phận số của nước Mỹ là đã bị tai tiếng rất là nhiều trong cái chuyện can thiệp và nội tình của nước khác, chuyện nhiễu nhương của nước khác. Thế nhưng mà thời gian gần đây đấy, trước cái thảm cảnh mà những tín đồ Thiên Chúa giáo đã bị hành hạ, đã bị gần như là diệt chủng á, Yazidi ở bên Iraq á, thì nước Mỹ lại phải một lần nữa ra tay, lại phải đóng một cái chữ mà Âu Châu, không Âu Châu, Đông Âu, Tây Âu, Á Châu đều nói rằng là cảnh gọi là sen đầm quốc tế hoặc là cảnh sát quốc tế. Thì rõ ràng bây giờ các nước đó, trong đó có cả những, đặc biệt là cái bài viết này lên án Pháp là một nước vì nhiều tự ái, cho nên lúc nào cũng tự hào là mình có một cái văn minh lâu đời hơn hẳn nước Mỹ còn non trẻ, cho nên không có tỏ ra là phục nước Mỹ. Thế nhưng mà bây giờ cái bài viết đặt câu hỏi là trước cái sự kêu gọi nước Mỹ hỗ trợ trong cái việc mà tiêu diệt những thành phần khủng bố ISIS đó, thì Mỹ lại một lần nữa nhào vào, và dĩ nhiên có tổn thất. Tổn thất thì nó ở mức độ ra sao thì nó cũng phải là tổn thất, trước hết là tốn kém tiền bạc, chỉ thế không? Thì vai trò của cảnh sát quốc tế của nước Mỹ vẫn cần thiết. Cho nên đó là lý do tại sao có những người bảo tại sao chúng ta đến đây rồi phải thank America, cảm ơn nước Mỹ. Nhưng mà có chăng là cái nội dung của những sinh hoạt trong cộng đồng người Việt về cái gọi là cảm ơn nước Mỹ nó trông nó hơi bèo xèo, cho nên một số người có cái tự ái dân tộc lại không cảm thấy thích những cái tổ chức như vậy qua cái nội dung như thế. Nhưng mà về mặt thực tế, rõ ràng là nước Mỹ, nếu không có nước Mỹ thì câu hỏi chúng ta là thế giới nó sẽ đi về đâu. Vâng, để thêm với cái ý cũng như bản tin anh Trung vừa gửi đi đấy, thì chúng tôi có đọc được cái lịch sử của một gia đình người Việt Nam, mà trong đó có một cậu con trai bây giờ đã trở thành bác sĩ và trở lại làm việc cho cái tổ chức Hoàn Cầu Khải Tượng, World Vision đó, Organization, là bởi vì khi mà gia đình lênh đênh trên biển, một gia đình gồm có hai vợ chồng và 8 người con, tổng cộng là 10 nhân mạng.
thì đã trôi giạt và không có thức ăn. Tưởng là có nhiều bà mẹ đã nghĩ lên cách mình phải buộc những đứa con mà đói quá không chắc không còn sống được nữa để mà vứt xuống biển. Thế nhưng mà may mắn thì họ được một cái chiếc tàu của tổ chức Hoàn Cầu Khí Tượng đi và cứu vớt. Thì ông sang Mỹ thì cái gia đình mà 8 anh em đó, thì thưa quý thính giả, là hết 6 người đã có cái học vị doctora, tức là tiến sĩ. Vâng. Và 4 người thì là đã có học vị cao học. Thành ra tức là cả 10 người trong gia đình đó. Thành ra ông lấy làm cũng hãnh diện, là bởi vì mình ra đi tìm cái đất nước mà khó khăn và tìm cái dân tộc cầu tiến, thì thấy là mình đã đáp ứng được những cái mà mình thấy là mình xứng đáng. Thế nhưng khi ông về Việt Nam, thăm Việt Nam một chuyến, thì ông thấy cái đời sống Việt Nam nó quá cơ cực và nó quá bất công, nó quá khổ sở. Thì ông mới nghĩ rằng là cái vấn đề mà ông được, cái gia đình ông được cái địa vị như ngày nay đấy, anh Trung và thưa quý thính giả, thì không hẳn là do cái nỗ lực cá nhân của mình, mà trên những nỗ lực cá nhân là cái phước đức, và phải tin rằng có một cái sự hỗ trợ nào đó từ cái cõi thiêng liêng mình không biết được, gọi là cái blessing đó, cho nên mình mới có được cái gì mình đang có ngày hôm nay. Và ông trở lại, ông nghĩ rằng là being an American không phải chỉ là có tài năng không mà thôi, mà cần phải có cái sự hỗ trợ của thiêng liêng nữa. Thì đó là một cái suy nghĩ của một người trẻ thành công và đã sớm biết, sớm khiêm nhượng, để thấy rằng là mình không có hoàn toàn là do cái nỗ lực cá nhân của mình mà tạo nên những gì mình có, phải được một ơn phước nào đó, cho nên là phải tìm cách trả lại cái ơn phước đó cho những người khác mà kém may mắn hơn mình. Thành cái triết lý này rất là hay, và không phải là mình chỉ nói một cách sách vở, mà mình phải kinh qua, mình phải trải nghiệm, thì mình có một cái tấm lòng tự nguyện. Ví dụ như anh Trung nói là Thanks America, anh không cần phải làm một cái ngày lễ. Ngoài ngày lễ đó ra, anh có cảm ơn nước Mỹ không? Thì cảm ơn nước Mỹ bằng cách là mình đừng có làm cái điều gì tổn hại đến nước Mỹ. Ví dụ như là vấn đề anh biết là có những cái sự lạm dụng những cái quỹ xã hội, ví dụ như vậy. Hay là mình ngay cả mình xả rác để làm cho nước Mỹ không được thanh lịch sạch sẽ. Cái đó cũng là mình không biết ơn nước Mỹ đấy. Đâu có phải cứ là hay là mình đừng có làm những cái chuyện mà nó không có tốt đẹp gì cả. Vì nếu không ích lợi hơn thì cũng cố gắng sống trong cái phạm vi khiêm nhượng của mình và không có làm tổn hại đến ai. Tôi thấy đơn giản để có thể thấy cái giá trị của nước Mỹ là quý vị cứ đi chơi đi. Đi chơi các nước tân tiến nhất trên thế giới ngoài nước Mỹ đi. Một thời gian không đâu bằng 2 đến 3 tuần hoặc lâu hơn nữa. Càng lâu thì quý vị khi trở về, chỉ riêng đến cái phi trường Hawaii không đó, đã cảm thấy nước Mỹ là một, đúng là một thiên đường. Thấy nó nhẹ nhõm từ không khí cho đến con người, từ người cảnh sát mà quý vị thấy nó hầm hầm từ phương trời nào đó, các quốc gia nào đó cho đến người hải quan vân vân. Rồi mới thấy lúc đó nước Mỹ có giá trị. Lúc đó hiểu tại sao có người thanks America. Mà đâu phải bỗng nhiên mà nước Mỹ như thế. Phải có sự đóng góp với biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu khả năng, biết bao nhiêu cái góc cạnh của đời sống. Chị biết không, tôi vừa mới được tiếp chuyện với một người quen. Anh thì cũng phải nói rằng anh không thể nào bị phê phán bởi vì cái sự quan hệ của anh với những người phái nữ ở bên nước nhà. Thì anh người đi không phải một lần mà nhiều lần lắm, nhưng mà cái lần gần nhất là anh ra Hà Nội có một người bạn gái Hà Nội, ngồi trong một khách sạn lớn để ăn sáng với nhau, ăn đậu chị. Trước khi mà đưa ra những món ăn chính thì nó có cái hạt dưa đó. Vâng. Thì ngồi ngay giữa cái khách sạn đấy, cái người phụ nữ trắng trẻo theo anh thì rất là có học nhé. Vứt hạt dưa xuống xuống sàn nhà. Ăn xong cái hạt dưa là ăn xong là nhổ phèn phẹt xuống đất. Thì anh nói tại sao em lại làm như thế? Bảo anh xem những người xung quanh họ vẫn làm như thế. Bảo thì anh lấy cái đĩa con, anh bảo em bỏ, chỉ có bỏ cái vỏ đây. Đến lần thứ ba cô vẫn cắn hạt dưa xong vứt xuống. Rồi một lần khác là anh cố, là lần đó là lần cuối cùng thôi, coi như là anh dứt điểm vậy chị. Dứt điểm gái Bắc là đi ăn đậu phộng vậy, tức là ăn cái gì nó lại đưa đậu phộng ra giống như câu giờ đó. Thì thay vì bỏ cái lá đậu phộng nó vào vo cho nó rớt vào cái đĩa hay ít nhất là trên bàn, thì người đẹp, tôi đoán là anh đang nói đến anh Alan đó phải không ạ? bỏ vo xuống đi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà ông ấy quyết tâm ấy, thì ông ấy sẽ phải không chỉ anh bảo, anh nói này tôi cũng hiểu, thuyết phục được cái người bạn anh gái này đó. Anh chỉ biết đàn ông mà khi mà thích đàn bà rồi thì cái gì cũng tha, cái đó cũng dễ tha lắm, nhưng mà không thể tha được. Tôi hỏi tại sao ông khó tính thế? Không, đừng tha thì không nên, nên chung không nên tha, nhưng mà phải thuyết phục được, nó phải gọi là cải tà quy chính được. Ông nói như thế này này, ông nói bây giờ tôi khiêng cái cô này về đó hả, cô nằm trên giường, cô ăn hạt dưa, cô nhổ phèn phẹt trên giường ấy,
xong rồi ăn đậu phụng cốt vo. Không, không, nói như vậy tôi không đồng ý anh Trung. Tại vì anh để ý xem người Việt Nam mình mà đi vào những cái mall của người Mỹ thì anh để ý xem không một người nào xả rác nhé. Không một người nào nói to nhé, những cái mall lớn á. Còn Target hay là Walmart thì coi như là cái trong khu vực của người Việt Nam rồi. Người Việt Nam đứng ở dãy này vẫn gọi người ở dãy kia, gọi tên ở Mỹ lên. Thế nhưng mà anh đi đến những cái mall lớn của người Mỹ đó, cái không khí nó khiến mình phải thích nghi. Nếu không mình không đến nữa. Và đó là bằng cớ mà anh thấy rất nhiều người Việt Nam chúng ta có rất nhiều tiền nhưng mà không đi ăn ở những cái tiệm Mỹ sang trọng. Là bởi vì họ phải thích nghi với cái môi trường đó, họ không thích. Họ thấy thoải mái, mùi nước mắm. Nhưng mà tôi làm chủ cái bàn có cái mùi nước mắm đó. Cái sàn nhà rác nha, tôi làm chủ cái sàn nhà rác đó. Thay vì tôi phải nhập cư vào đây để tôi phải đi theo quý vị, tôi phải rón rén, tôi phải thế này thế kia. Trừ phi mà anh chấp nhận từ trong đáy lòng anh tin rằng cái đó là đẹp, cái đó là hay, mình nên làm. Ở bất cứ đâu thì anh sẽ cảm thấy feel comfortable, anh ở bất cứ đâu. Như vậy thì là nó chưa có tiêu hóa hoàn toàn những cái tác phong đó hả? Tức là nó về đây thì nó như thế này, chạy dạ, kia đấy khác. Có như vậy đấy anh, có chứ phải không? Cái ý tưởng của chị cũng là một cái ý tưởng mà anh đi vào các chợ Mỹ, anh để ý các bà nội trợ đó, nghĩa là họ muốn bấm thử cái quả dưa, quả bầu có non không, có vừa ý không, họ cũng phải nhìn trước nhìn sau, họ mới bấm khẽ, bấm thật nhanh. Chứ chợ Việt Nam mình là hất tung lên từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, muốn bấm cái gì thì bấm, muốn thử cái gì thì thử, đại khái như vậy đó. Có cái môi trường đấy, nhìn chung nhập ra thì tùy tục mà. Tội nghiệp với quả chuối với quả cam á chị. Thò và bóp lật. Nói đến cái quả, để tôi nói là chủ chợ lừa người khách nhé. Bởi vì họ biết cái người khách Việt Nam, đây là chợ Việt Nam thôi. Tôi ngồi trên cái lầu trong một cái chợ Việt Nam. Và trên cái lầu đó là nó có kính để mà người ta ngồi trên ta quan sát từ dưới chợ làm sao. Chỉ biết cái khách hàng mấy bà tưởng khôn ngoan ấy, chỉ biết không là cái quy luật của họ là gì? Là cứ thỉnh thoảng lại một ông mễ, ông là để lấy cái xe đẩy, ông là đẩy một cái pallet, cái lỗ hàng to thật là to cam từ trong dưới chợ ra, ông lại đặt vào và ông kéo cái lỗ hàng cam nó đã hụt xuống kéo vô. Thì chỉ biết đâu ông chủ chợ nói với tôi xin lỗi thì không thể nói cái tên chợ gì, nói tôi người Việt Nam vậy đây này, cứ lâu lâu thấy thùng cam mà nó lù mới lên là bắt đầu lại bu vô. Và tôi 5 lần như vậy, cam rồi khoai bất cứ cái gì mà cứ đưa ra ú lên cái là lại bu lại. Đang tự nhiên ở ngồi trên nhìn thấy rất rõ không, thì là tưởng là mới, thì là sắp đặt lại thôi, sắp đặt lại. Họ lấy cái cũ chảo lên là lại đổ vô đầy lên, họ phải lên. Sắp đặt lại thành cái pallet khác chứ. Xong rồi thỉnh thoảng ông chủ chợ lại gõ cốc xin chú ý cam mới đã về. Nhưng mà anh nhắc ông làm ơn bỏ những quả hư ra nhé. Chị ơi, nghĩa là sắp lại cứ sắp không sao cả, nhưng chị, mà bỏ những quả hư ra dùng. Chị ơi hay lắm, chị ơi, cái tâm lý con người ta nó giống như cái gì đó. Nó thấy ù lên, ông ấy kéo ra cái là bắt đầu đang lựa cá lựa tôm rau là nhào vào cái chỗ đó, lấy trước cho nó hết. Thì cuối cùng tất cả những cái cũ đó, họ đưa lên trên đầu hết. Cái gì mới mà ông hay vậy anh Trung? Áo mới, giày mới, tình mới, cái bạn mới. Kỹ thuật tinh vi. Ông chủ chợ cũng theo kiểu Việt Nam mà người khách hàng cũng vì cái kiểu Việt Nam mà bị lừa vậy thôi. Cái đó là cái kỹ thuật, không phải lừa, cái kỹ thuật thôi. Lừa quá chị. Không. Cái mục đích là gì? Họ lừa hết rồi thì cái phần thấp của cái, dạ, hiểu cái lỗ trước á, dạ, là người ta để lại. Thì bây giờ ông lại lấy cái lỗ khác ra, khác lại đắp cái lỗ mà để lại để ở trên. Nhưng mà với điều kiện là đừng có bỏ cái quả hư thì được. Thì chị họ vẫn bỏ chứ, cái mục đích của họ là để cho nó tiêu đi. Thế thì ông không được, thế thì ông chủ chợ này không được. Đây là thành công, đại thành công của chị. Chúng tôi sẽ trở lại với khoảng cách thế hệ do Rachel phụ trách. Rachel sẽ nói thêm một chút xíu về những kỹ thuật của những vị dân cử. Tại sao cứ đi cuối hoài? Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, và tại vùng Orange County trên làn sóng 106.3 FM từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ khuya đến 12 giờ khuya. Mọi chi tiết về thương vụ quảng cáo xin gọi về số 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Tế bào gốc stem cell, sản phẩm độc đáo tuyệt vời tạo nên vui hạnh phúc. Mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, nhức đầu kinh niên mất ngủ triền miên, bệnh tật tiêu liền mỗi ngày một viên, giúp ta tái tạo tế bào, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xưa.
Thưa quý thính giả, đã là người tất không thể tránh khỏi bệnh tật khi tuổi đời ngày một chất chồng và những vết chân chim hằn sâu đâu đó trên da mặt. Tạp chí y khoa Lancet nổi tiếng Hoa Kỳ nhận định, cơ thể già nua hay còn gọi là aging, tức lão hóa là một trong nhiều lý do chính yếu tạo ra sự cằn cỗi và bệnh tật. Stem cell tế bào gốc, mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, tăng cường năng lực làm chậm tiến trình lão hóa, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, hữu hiệu nhanh chóng, thích hợp cho mọi giới không gây phản ứng phụ. Để có ý niệm về sản phẩm độc đáo giá trị này, chúng tôi trân trọng xin mời quý thính giả lần lượt theo dõi những trải nghiệm sau đây. Bà Anh ở Nam California kể lại căn bệnh khó trị của mình như sau. Tôi là bị táo với là kinh niên, mỗi lần đi bao mua men là khổ lắm. Từ ngày uống stem cell á, rất là dễ dàng mà không có phải dặn gì hết á. Chị có ngạc nhiên về cái kết quả nó nhanh như thế này không ạ? Tôi rất là surprise, nhiều khi tôi còn bị vấn đề hemorrhoid nữa. Tôi là dietitian, thành ra tôi cũng biết về vấn đề dinh dưỡng. Nếu những ai đã từng bị gao, bị đau, thấp khớp, đi lại khó khăn như chị Nina San Francisco, bà Quyên Trần, chị Thúy, chị Mai Huê ở Oakland thể hiện qua ghi nhận sau đây thì cũng phải đồng ý đó là những niềm vui không có gì tả xiết. Tôi gọi vô tôi cho biết là tôi đã uống 12 ngày, tôi cảm thấy rằng rất là hợp. Thứ nhất là tôi ngủ ngon, tôi ngủ sâu giấc. Cái thứ hai là làm cho những cái khớp thì rất là tốt. Em bị khớp rất là nặng, đi không được luôn. Em bị sưng xong rồi em uống thuốc này nó giảm sưng, nó giảm đau, ngủ cũng ngon nữa. Em uống cũng được 2 tháng. Thế ba cũng khỏe, bây giờ ông lên xuống lầu. Hồi xưa ông đi phải có cái cây đi, bây giờ bỏ cái cây rồi. Ông bỏ gậy luôn, ông đi đâu cũng phải chống gậy. Tại đau nhất khớp xương với lại ông bị gao nữa. Mà cái gao nó cũng hết, bây giờ ông hết cái gao luôn. Em làm việc nhiều quá, làm neo á, xưng lên một cục bự á, cục u như cái đầu ngón tay cái á, nằm ngay chỗ cổ tay á, nó cứng ngắc à. Em đi bác sĩ nói là phải giải phẫu, nó đau mà nó sưng. Do hôm nay tự nhiên nó xẹp thôi, em phải đi làm cho nên em gái chịu đau. Bác sĩ cho uống thuốc, em không uống luôn, em không dùng thuốc gì hết, chỉ uống tiêm xem rồi thôi. Thì giờ em uống 3 tuần thì nó hết, nó xẹp xuống rồi, đúng là thành dược. Ông Vĩnh Bùi San Jose bị bệnh gao kiêng ăn đã 10 năm, nhưng nhờ stem cell mà nay ông tha hồ, cái gì cũng ăn. Ông ăn líu lo. Nguyên văn. Ông bị gao ở cái bàn tay của ông là 10 năm rồi, chân nữa. Tôi đi giày không có được, bây giờ ăn được, cái gì cũng ăn được, tiểu đường cũng không có. Được. Bây giờ nó này thấp xuống, bây giờ cứ ăn, líu lo, tôi không có sợ. Một nữ đồng hương ở tiểu bang Arizona cho biết bà không còn phải đập đầu mỗi lần đầu bị đau. Cái bệnh viêm xoang mũi kéo dài từ Việt Nam nay đã khỏi hẳn. Mời quý thính giả theo dõi. Bị giống như viêm xoang mũi từ ở Việt Nam qua tới đây. Coi như mỗi lần em nhất là em phải kiếm cái gì đó, em phải đập vô cái chỗ này nè. Nó cứ cái đầu mình phải vô chỗ đó nó cho nó đã. Mới tuần đầu á em uống á thì giống như là cái feel á nó thay đổi là giống như cái da thôi. Cái da mặt nó căng lắm mà không biết sao mà nó căng vậy thôi. Qua 2 tuần, 3 tuần thì thấy cái bệnh nhức đầu là nó gòn, nó không có còn nữa. Đến đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi lời chứng từ những người đã sử dụng stem cell tế bào gốc, mỗi ngày một viên, bệnh tật tiêu liền. Mọi chi tiết xin vào trang nhà www.tìmlaituổixuan.com, tìmlaituổixuan.com hoặc gọi 1-855-617-4074, 855-617-4074. Mỗi ngày một viên bệnh tật tiêu liền, mỗi ngày một viên giúp ta tái tạo tế bào. Xin vào website www.tìmlaituổixuan.com. Alo alo quý chị quý cô quý ông bà chú im lặng lặng mà nghe sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sinh tế bào hữu gốc chánh hiệu còn nay xem xeo ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài thêm sức đề kháng chịu đựng dẻo dai tế bào tận gốc từ nhau của hữu nay hyaluronic dược chất bằng mình cải thiện tuần hoàn lưu thông mà mau quyết cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện xem xeo toàn diện thế giới đều khen hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo tế bào ưu gốc chánh hiệu còn nay alo alo 1-855-617-4074 hay
ngay vào website tìm lại tuổi xuân .com. Khoảng cách thế hệ, người phụ trách là Rachel Nguyễn. Đang từ stem cell, bây giờ Rachel nhảy sang khoảng cách thế hệ. Nó đời sống muôn mặt mà anh. Tức là có quyền đề cập về nhiều đề tài nếu có idea. Yeah. Phải không ạ? Rachel có nghĩ rằng là khi mà nói chuyện mà cái vấn đề mà một số các ứng viên mà trẻ trẻ bên Mỹ này, chưa phải là người Mỹ, ứng viên mà dân cử á, Bắc California cũng như là Nam California. Miền Bắc thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được cái sự kiện đó, nhưng mà miền Nam thì có cái sự kiện là như vậy. Không ra ứng cử cái chức vụ đó, nhưng mà thả con châu chấu ra cho mọi người biết là sẽ ra ứng cử chức vụ đó. Thế rồi cuối cùng là kiếm được một ít tiền gây quỹ vì những người đồng hương đó. Xong rồi lặng lờ luôn. Mà không phải một người mà nhiều người lắm. Thế thì cái đó nó có phải là cái, tại vì nó cái khoảng cách của những người mới nhập cư với lại những người mà bản xứ, nó có cái khoảng cách thế hệ cái kiểu đó không? Đấy, chứ không nghĩ cái phần mà fundraising hay bất cứ những cái gì làm nó không phải dựa vào trong cái nền tảng của khoảng cách thế hệ, nhưng mà dựa vào nền tảng của một con người. How you present người mình là ai thì nó mới rơi vào trong những cái tình cảnh mà anh Trung mới vừa nói. Nhưng mà khoảng cách thế hệ thì mình nói, đang nói ở đây đó, thì mình đang nói về trong cái lĩnh vực làm sao cái cầu của mình, những cái mối dây quan hệ của mình nó nối lại một cách nhẹ nhàng hơn, cái con cầu mình đi nó nhịp nhàng hơn. Còn cái phần phương diện đó, tôi cho nghĩ nó mô là một cái cá tính, một cái cá nhân nào được đó, họ muốn làm cái công việc đó hay là họ muốn gây gỉ quan công việc đó vì cái quyền lợi đó hay như thế nào, đó là cá nhân, individual. Tức là ý anh Trung muốn đặt vấn đề cái giá trị, cái giá trị tinh thần giữa hai thế hệ cũ và thế hệ mới nó có khác nhau không? Ví dụ anh nói chữ tín á, thế hệ xưa thì quan niệm chữ tín thế nào và thế hệ ngày nay quan niệm chữ tín thế nào thì cái đó có. Thế nhưng mà chắc là một cái điều tôi muốn trình bày cho rõ hơn em chị chắc Hà. Chắc Rachel hiểu ý được cái ý anh Trung muốn nói là trong tất cả những một cái con người trẻ hay con người lớn tuổi hay như thế nào, ai cũng có cái pride của mình hết trơn, ai cũng có cái lòng tự hào, khi mình ra một tranh cử hay mình cảm thấy là cái chức vụ này mình không được thắng cử hay là như thế nào. Không phải không? Cái điều mà tôi muốn trình bày như này này, chính vì cái khoảng cách thế hệ đó, trong đó có người ứng cử viên và người đi bỏ phiếu đó, thì người ứng cử viên trẻ hơn, giả như là như thế, thì nghĩ rằng là những cái đồng hương, chỉ nói trong cộng đồng mình thôi nhé, là ở cái thế hệ có khoảng cách xa, cho nên không nhìn ra những cái tinh vi mà ma mạnh đó, cho nên đã dẫn đến cái chuyện mà tìm cái lợi dụng vào những cái khoảng cách thế hệ đó của sự hiểu biết và không hiểu biết để mà gây quỹ có lợi cho mình. Đó, đấy là một trong những điểm mà tôi muốn trình bày trong cái chuyện mà như thế. Thật sự Rachel chỉ muốn nói khoảng cách thế hệ trong gia đình thôi, ngoài xã hội thì Rachel không biết nhiều. xin tha Rachel. Khốn. Chị già thấy không? Cái người mà bán buôn á, những người buôn bán á, thường thường là không muốn đề cập gì những cái chuyện chung quanh ta, nhưng mà lại rất quan tâm những chuyện chung quanh ta. Xem tình hình hộp thuốc nó có đi nhiều hay đi ít. Thị trường, bởi vì thị trường là huyết mạch của cái sản phẩm. Nhưng mà gần như là đứng ngoài hết tất cả những cái sinh hoạt gọi là chính trị trong cái cộng đồng của mình. Chắc là không đứng ngoài đâu, nhưng mà mình sẽ bàn đến những chủ đề nào đó trong một cái bối cảnh nó thích hợp. Ý đây show chắc là nói như vậy. Đúng rồi. Bởi vì cái vấn đề anh Trung nói là cái người trẻ bây giờ tinh anh hơn, cho nên là đánh đúng cái nhược điểm của người già, là người già thì bao giờ cũng thương người trẻ, muốn cho người trẻ có cơ hội, nhất là con cháu mình mà, thì cái đó lại là vấn đề khác, là vấn đề chữ tín đó. Mình có thể mình đã có những cái quan niệm rất là khác biệt về cái giá trị, những giá trị về những cái phẩm giá về tinh thần nên chung, thì mình sẽ có một dịp khác mình sẽ nói. Nếu mình nói với chưa nói in about 5-10 phút thì sẽ không đạt được cái ý cảm nhận không, của mình. Mỗi tuần 5-10 phút, mỗi tuần 5-10 phút. Long way to go đó bạn. 5 phút cũng được, chỉ sợ rằng không biết nói thôi. Có câu hỏi, để có hỏi đây show này. Yeah. Cái khoảng cách thế hệ đó, thì mình biết rằng chắc chắn là phải có. Đó là yếu tố khách quan, do tuổi tác, do cái môi trường xã hội, do cái học vấn mình thu nhập, do kinh nghiệm sống, nghĩa là nhiều yếu tố lắm.
Thế nhưng mà có một cái yếu tố rất chung đó, mình gọi là common ground đó, để cho mọi người có thể đến gần nhau được là cái tình thương. Đúng thế. Thì trên nguyên tắc đó, tình thương nó phải là cái yếu tố rộng, mạnh, cao, đủ để nó bao che những cái mấp mô, những khúc khuỷu, những cái mà mình không có được smooth giữa hai thế hệ. Nhưng mà trái lại không, chính là cái mấp mô, cái khúc khuỷu, cái không smooth giữa hai thế hệ nó làm giảm luôn cái tình thương nữa. Ví dụ như cha mẹ mà thấy con cái làm theo ý mình thì thương lắm, bằng lòng lắm. Còn nếu mà nó có cái sự phát biểu không hẳn là sai, nhưng mà đó là một cái thử nghiệm của người trẻ, họ muốn xem biết họ có đúng hay không. Thì thay vì cha mẹ lắng nghe, hướng dẫn, tìm hiểu, thì bảo mày không nghe lời tao là mày là con hư, tao coi như không có mày. Đó. Tức là mình đã để cho cái sự khác biệt đó nó làm hỏng luôn cái tình thương. Là cái mà cô nghĩ là nó căn cơ nhất, nó là căn bản nhất, nó thâm sâu nhất trong lòng mỗi người, để mà giữ cái giềng mối, cái mối tương quan giữa người này với người kia. Thì Sô Cát nghĩ làm sao? Với chú nghĩ trong tất cả những tình thương hay tình yêu, nó có những cái tình yêu ích kỷ và những tình thương ích kỷ, và những cái tình thương rộng lượng, khoan dung, bao phủ tất cả những gì. Thì trong thí dụ giống như cô đưa ra một cái thí dụ giống như một đứa con mà không làm theo cái ý con đường học vấn, theo lời của cha mẹ khuyên hay đường lối cha mẹ đã vẽ ra, mà không đi, mà đi vào một cái con đường, một cái ý riêng của một cái đứa con đó. Thì ví dụ thiết nghĩ là trong tất cả những cái tâm trạng của một mỗi con người, hay là tâm một cái dream của một đứa trẻ lớn lên, thì ai cũng có một cái suy nghĩ, một có cái ý định là mình lớn lên mình muốn làm cái gì cho cái cuộc sống của mình, hoặc là mình thích làm, hoặc mình thích học. Thì trong dựa vào cái nền tảng căn bản đó, nếu mà người cha người mẹ mà có một cái tình thương nó độ lượng hơn, nó rộng lượng hơn, tuy rằng biết cái người con của mình đi con đường đó là không theo ý mình, hoặc là không đúng cũng không chừng nữa, nhưng mà mình có rộng lượng đủ, hoặc là mình có bao dung đủ, mà mình kiên nhẫn đủ, thương đủ, mình kiên nhẫn đủ để mình có thể cho con em mình thử, thí dụ vài năm hay thứ như thế nào, để con em mình khám phá, con em mình khám phá cái lấy là đây là có phải là con đường con em mình đi đúng hay không? Dạ, mà tự tất cả con em mình có cái câu trả lời hết. Nhưng mà với đứa trẻ hiện nay đó, cái nhìn của họ cũng rất là chững chạc lắm, chứ không phải là một cái nhìn mà rất là non nớt. Tuy nhiên trong cái chững chạc đó, họ có không có nhiều kinh nghiệm trong cái cuộc sống của người lớn tuổi. Tại người lớn tuổi thì lúc nào cũng cái kinh nghiệm của cái age, của cái sống nhiều năm tháng nhiều hơn, thì nó under the belt. Tất nhiên là nó đã có một cái đai sẵn rồi. Còn người trẻ thì họ cần cái thời gian đó để build up những cái đai kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Thì cái đó là cái về chỗ thấy mà những mà người lớn tuổi mà cái bao dung rộng lượng đó, mà đành chấp nhận những cái gì even though đi ngược lại cái ý của mình, nhưng mà mình vẫn có cái kiên nhẫn mà đợi cho đứa con của mình, hoặc là trong thời gian đó mình cũng phải, dĩ nhiên mình cũng phải guiding, hay mình cũng phải dạy dỗ thêm và uống theo một cái nhìn nó rõ hơn. Mà khi mà đứa con em của mình mà thấy cái việc mà yêu thương đó, mà cái lòng quảng đại đó của người cha, người mẹ, hay người cô, người chú, hay là ông bà, thì mới thấy được là ô, ông bà mình, cha mẹ vẫn thương mình, even though they don't like what I do, but they still support. Thì cái đó là cái con em mình sẽ thành công rất là nhiều. Hay gì mình từ bỏ, không làm ý của cha mẹ thì trăm đàn điều hư, thí dụ vậy đó, giống như những câu trong ngôn. Tức là mình cứ nên kêu gọi các phụ huynh cũng như là các em, dù là cha mẹ có khi cũng do tuổi tác, do khoảng cách thế hệ như mình nói đó, có những quan điểm không phù hợp với các em, thì các em vì tình thương cũng có thể suy nghĩ, kiên nhẫn, chấp nhận. Trên căn bản là mình thảo luận, và khi mà cha mẹ thấy con cái có một cái phương hướng để đến gần bằng cái phương pháp mà gọi là ôn hòa và lễ độ như vậy, thì cũng nên cho các con nó cơ hội. Đúng. Mà căn bản của tất cả những việc đó là cái tình thương. Nếu mình không thương thì mình không làm được. Trong cái tình thương của người cha, người mẹ đã phải nhìn ra được cái khao khát của đứa con, phải nhìn ra được cái dream của người con của mình, trong cái tâm khảm của người con mình muốn cái gì, và muốn cái gì khám phá cho cuộc đời của đứa con của mình. Thì cái người cha người mẹ phải nhìn ra được cái khuyết điểm đó, even though mình cảm thấy đứa con mình làm nó hơi ích kỷ đó, hoặc đứa con mình làm không theo ý của mình, hay là theo đường hướng của mình. Mà khi mà một cái đã nói là mang nặng đẻ đau, hay là tình cha như núi Thái Sơn, hay tình mẹ như sông biển, thì tất cả những cái đó mình phải được overcome những cái lớp mô mà cô mới vừa nêu lên, phải được làm những cái để cho người cha người mẹ phải làm được cái đó được cho đứa con của mình. Rachel cũng mang thí dụ giống như Rachel cũng có một cháu là đi học, mới bắt đầu thì cháu nói là cháu chỉ làm một cái engineer bình thường thôi.
Nhưng mà Rachel nghĩ là những cái gì mà các cháu, đứa con của Rachel làm á, thì phải do những cái heart của mình. Có phải đây là những cái gì mình muốn không? Phải khám phá tự bản thân mình khám phá được. Có phải mình muốn thôi. Dù rằng con có đi đường nào mẹ cũng support như thế nào, nhưng mà phải nhớ là tất cả những gì mình làm, mình phải có mục đích. Mình làm mình phải cái cô quyết tâm. Cái quyết tâm trong cuộc sống của mình, chứ không phải mình làm mình đi học khoảng trường 1 năm 2 năm cái major này rồi bắt đầu mình đổi qua major khác rồi lại tốn tiền cha mẹ, rồi mình đổi qua major khác nữa lại tốn tiền cha mẹ nữa. Thì mình có cái trách nhiệm trên những cái mục đích của mình và cái đường lối mình đi, nhưng mà cái support thì từ đó cháu nó cũng phải, cháu thấy được những cái hỗ trợ, những cái support về tài chính hay là về những cái cách trip. Tốt nhất mà Rachel muốn cho con cái không có sự thay đổi sau khi bước chân vào đại học á, chỉ cách là cho các cháu gặp cái người counselor, xin trả tiền cho những cái test, họ tìm hiểu cái năng khiếu của đứa trẻ và họ guide được ngay từ đầu. Còn nếu không mình để các cháu tự do đó thì mình phải chấp nhận là nó sẽ phải thay đổi, bởi vì họ discover họ mỗi ngày mà. Nhưng mà một cái test như vậy cũng đắt lắm đó, Rachel. Từ 3 đến 5 ngàn đồng một cái test rồi đấy, anh chung. Tất cả những trường đại học nào của con em của mình đều có cái counselor cho những cái majoring và theo cái khả năng và theo những cái report của history của con em của mình. Thì những cái người guidance, họ gọi là guidance, cô hướng dẫn con em của mình đi một cái đường lối như thế nào. Consultant là để mà mình khỏi phải chuyển nghề, chuyển môn học này tới hết môn học khác mà không, mình không ra trường được, giống như theo cái định kỳ của cái lứa tuổi đó cô. Tôi trong lúc Rachel đang trình bày ấy, thì tôi có điểm lo ngại thứ nhất ấy. Nếu mà Rachel phụ trách cái khoảng cách thế hệ ấy, thì đến một ngày nào đó thì tôi sẽ quên ca dao tục ngữ nhiều lắm. Ví dụ chẳng hạn tôi chỉ nhớ là công cha như núi Thái Sơn, bây giờ tình cha như núi Thái Sơn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi nói về tình thương á, thì thưa chị Bối Hà, cái chữ thương nó thật là khó định nghĩa. Nếu chúng ta vạch ra vấn đề như thế này, tình thương yêu thì nó cụ thể hơn. Vâng, tình thương yêu, đúng, anh nói đúng. Tình thương thì cái chữ thương này nó sẽ phải giải thích ra làm sao. Nó vẫn còn hơi lợt, lạc á, nó lạc. Không, không, nó không, tôi không đồng ý với nhị vị. Oh, yeah, tôi cho là tình thương phải trên cả tình yêu nữa. Oh, okay. Nếu mà tình yêu mà không có tình thương đó anh Trung, thì rất là dễ gãy, rất là dễ gãy vỡ. Bởi vì tình yêu nó có những cái đòi hỏi của nó. Nhưng mà tình thương đó, cái tình thương nó bao la lắm. Nó thương xót cái người đó, nó thương xót cái đối tượng trước mặt mình. Nó thương xót chính cả mình nữa, thành ra mình dễ tha thứ cho người và tha thứ cho mình hơn. Nói chung nói tiếp. Gọi là tình thương. Dạ, tình thương. Bởi thế cho nên khi mà tôi bảo tôi có cái tình thương với Huy Tường, thì tự nhiên người khác nghe bảo chắc anh này tội nghiệp lắm, bị cái gì cho nên anh Trung này mới tình thương. Dạ không, cái thương hại nó khác anh Trung, thương hại là khác. Mà thương là khác. Tôi lấy ví dụ cụ thể, ví dụ như là chúng tôi lập gia đình với nhau, ví dụ như vậy, đến cái tuổi nào hai chúng tôi cùng già cả, thì cái người chồng lâm bệnh thì ăn uống vụng về rơi vãi, thì trên nguyên tắc là ăn vụng về rơi vãi mình phải dọn dẹp, mình bực lắm, mình anh ăn uống lôi thôi vậy giống như thế kia. Nhưng mà với con mắt, với cái sự thương đấy, anh Trung gọi thế tội. Cái người đã có một thời cũng như mình vậy, nhưng mà cái cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ vậy, bây giờ vì cái điều kiện sức khỏe không nhưng có mà nữa. Theo chị Hà là nếu tội nói nghiệp. Nếu nói ví dụ như vậy, ồ tôi có cái tình thương yêu với vợ tôi cao lắm, hay là nói tình thương giữa vợ chồng chúng tôi tốt là đẹp lắm, cái về chuyện tình thương tự nó cao rồi chứ. Cho với chúng nói là trong cái tình yêu thì nó có, với chúng không biết cái language của người Việt mình identify nó rõ nét như thế nào, nhưng mà trong cái language của người của tiếng Anh á, là cái love nó bao dung vào trong cái mercy, tất nhiên là cái lòng thương xót á, chứ mình thương cảm hay mình gặp người nghèo hay người này người nọ thì mình có những cái lòng thương cảm hoặc là mình thấy người lớn tuổi mình có lòng thương cảm. Nhưng mà tôi thấy cái định nghĩa của cái tình yêu á nó sâu sắc lắm, là tại vì trong nó bao, nó cái tình yêu nó đi vượt qua cái lòng thương xót luôn. Nó chết cho người mình yêu hả cô? Không biết next time. Rồi, cảm ơn. Sorry cô, next cảm time cô cách nghĩa là passion, cái đó là passion. Tôi để tóm lại, chúng tôi đưa một cái ví dụ này, nó không có chữ yêu mà nó chỉ có chữ thương thôi, để hiểu cái cặn kẽ chữ thương. Người ta định nghĩa chữ thương là gì? Ta nói rằng như này, có ăn mặn mới biết thương mèo, có ăn nhạt mới biết thương mèo, nằm đờ nửa tháng mới thương người bán tương. Đó là định nghĩa chữ thương. Anh Trung, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp vào ngày mai trở lại.